Tập 34. Đây là thư tuyệt tình của Hồng Lan. Lúc đó là Hồng Lan vừa viết thư này vừa khóc. Nhưng mà ông không phải là lời thật lòng của nó đâu. Vậy có nghĩa là người đã ép buộc cổ. Sư bá, chính vì cô muốn cứu con mới quay về Long Cung xin thủy tộc giúp đỡ. Cô sẽ phải trả cái giá như thế nào? Bây giờ nói cái gì cũng muộn hết rồi. Sư bá, từ giờ cổ sẽ không còn gặp con nữa sao? Đứa bé ngốc này, lúc đầu Hồng Lăng đã vì cậu mà từ bỏ thân phận thủy tộc của nó. Thật sự đã mở ra cho thủy tộc bọn ta một tiền lệ rất là sâu đó. Cho nên Long Dương cảm thấy vô cùng mất mặt. Ngày ấy coi Hồng Lăng như là phản đồ của thủy tộc, còn là kẻ thù chung của thủy tộc nữa. Cậu thử nghĩ xem, chỉ mỗi việc Hồng Lăng không gặp cậu đã đủ để cho Long Dương bớt giận, rồi lấy Long Bảo Châu ra để cứu cậu đó. Vậy rốt cuộc cô phải trả cái giá như thế nào? Người nói con biết, để con đi, con đi nhận tội thay cho cổ. Cậu thay không có được đâu. Sư bá, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người nói con biết đi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người dẫn con đi gặp Hồng Lăng đi. Sư bá, sư bá. Được, ta sẽ từ từ kể cho cậu nghe. Khiên nhi của bổn vương đã quá đa tình, nên đã coi kẻ phản đồ như ngươi như là vật báo. Hôm nay ngươi vì ái lan của thế gian mà cầu cứu bổn vương. Cũng may ngươi còn nghĩ ra. Bổn vương chính là muốn nhìn thấy hắn chết, để ngươi cũng phải nếm mùi vị của sự đau khổ. Đừng mà Long Dương, xin ngài hãy cứu Trương Trân. Muốn lấy mạng, Hồng Lan sẽ lấy mạng mình ra thay thế. Phụ vương, xin đừng làm vậy. Phụ vương. Hiền Nhi, sao con lại tới đây? Long Thái Tử. Hồng Lan, nếu muội chết rồi thì Trương Trân cũng không sống được. Phụ vương, cứ hãy tha cho Trương Trân và Hồng Lan đi. Tục ngữ nói, thà phá 10 con miếu còn hơn hủy một mối duyên. Phụ vương, cứ hãy tác hợp cho họ đi mà. Con xin người. Ta tác hợp cho bọn chúng, vậy thì ai tác hợp cho con đây? Phụ vương, người tác hợp cho họ là đã tác hợp cho con. Con đường đường là thái tử Long tộc mà lại không biết nhìn trước trong sau, do dự thiếu quyết đoán. Con thật là ngu xuẩn. Long Dương. Phụ vương. Hiền Nhi, con lại muốn gì nữa? Phụ vương, nếu người vẫn không đồng ý cứu Trương Trân, con sẽ quỳ mãi không đứng lên. Tên Trương Trân đó vốn không thể sống qua ngày mai. Muốn quỳ thì còn cái việc quỳ đi. Phụ vương, Nhi thần biết là nếu như Trương Trân chết đi, chắc chắn Hồng Lăng cũng sẽ chết theo. Nếu như Hồng Lăng không còn nữa, còn sống không còn ý nghĩa. Long Thái Tử. Phụ vương, lẽ nào đây chính là ý nguyện của người sao? Có đúng không? Đứa bé ngốc này sao lại hồ đồ như vậy? Phụ vương đang trút giận cho con, mà ngược lại con còn uy hiếp phụ vương. Phụ vương, con xin người hãy cứu hắn đi. Cứu hắn? Vậy ai sẽ tới cứu con đây? Khiên nhi của trẫm đã bệnh suốt một năm nay, ai sẽ tới cứu khiên nhi của trẫm? Long Dương, tâm bệnh cần có tâm dược chữa. Cứu Long Thái Tử chỉ có một cách duy nhất. Nói mau. Chính là Hồng Lăng. Cô ta
Long Dương, người nghe tại hạ nói một câu, giúp Hồng Lăng cứu Trương Trân trước đã. Đừng hòng. Nhưng phải có một điều kiện. Sau khi cứu rồi, Hồng Lăng buộc phải quay về thành thân với thái tử. Trẫm thấy điều này cũng có thể. Phu Dương, Di thần giúp Hồng Lăng không hề có yêu cầu gì. Yên Nhi, chẳng phải con vẫn luôn muốn lấy Hồng Lăng làm thê sao? Chậu đổ bìm leo, thật sự rất hèn hạ. Con không thể chia cắt Hồng Lăng và Trương Trân. Vậy được, Bổn Dương sẽ không giúp cô ta. Bổn Dương sẽ không giúp kẻ khiến ái nhi của trẫm mắc bệnh tới không dậy nổi. Tuyệt đối không. Phụ Dương, chỉ cần Long Dương chịu giúp Trương Trân, Hồng Lăng đâu bị lấy lòng thái tử. Hồng Lăng, muội không cần làm vậy. Long thái tử, người tình sâu nghĩa nặng với Hồng Lăng, Hồng Lăng vô cùng cảm động. Hồng Lăng đã thấy tình yêu chân chính, Hồng Lăng đồng ý lấy lòng thái tử. Hồng Lăng đồng ý lấy lòng thái tử, xin Long Dương ân chuẩn. Có thật không Hồng Lăng? Là thật. Nhưng xin lòng thái tử đừng ghét bỏ muội. Khiên Nhi đã khỏi rồi, Khiên Nhi của Bổn Dương khỏi rồi. Tốt, nếu đã như vậy, Bổn Dương ban cho người Bảo Châu đi cứu Trương Trân. Bảo Châu này có thể hiện ra những chuyện đã xảy ra trước đây. Nếu muốn Trương Trân lật lại án, chỉ cần nhìn thấy sự thật của ngày hôm đó, vừa xem là sẽ hiểu ngay. Vì vậy cậu tuyệt đối đừng nên trách Hồng Lăng. Tình yêu của Hồng Lăng không có thay đổi đâu. Nó cũng không còn có cách nào khác. Chẳng qua nó chỉ là... Sư bá, hãy cho con đi gặp Long Dương. Hãy đưa con đi gặp Long Dương, bắt con làm gì cũng được. Trương Trân à, cậu vẫn chưa hiểu hay sao? Tất cả mọi chuyện Hồng Lăng làm đều là vì cậu đó. Cậu không thương bản thân mình như vậy, chẳng phải đã phụ Hồng Lăng rồi sao? Cũng phụ lòng cha mẹ đã mất của cậu hay sao? Con không thể để Hồng Lăng lấy lòng thái tử. Đúng vậy Trương Trân, để không cần lo. Sư bá, nói ta biết đi, rốt cuộc Hồng Lăng đang ở đâu? Ta lập tức đưa người tới đó đi cứu cậu cho vậy. Cậu đừng có ồn ào nữa mà. Cũng không bao lâu nữa Hồng Lăng sẽ vượt qua Long Môn để trở thành Long tộc. Tới lúc đó rồi, Hồng Lăng đã có thể chính thức lấy lòng thái tử rồi. Là ngày nào? Sư bá, người nói con biết. Nói con biết thật ra là ngày nào? Trương Trân à, mạng của cậu khó lắm mới lấy lại được. Nhất định phải biết thương xót bản thân mình. Cậu phải sống cho thật tốt nghe chưa? Hứa với ta đi ha. Không có Hồng Lăng, con cũng không muốn tiếp tục sống nữa. Cho dù con chỉ còn một ngày, còn một lần để gặp được Hồng Lăng thì con có chết cũng được. Cái đứa bé ngốc này, cậu vẫn còn có rất nhiều việc có thể làm. Có lẽ còn rất nhiều cô nương còn tốt hơn Hồng Lăng nữa đang đợi cậu yêu đó. Cần gì phải nặng tình với nó như vậy? Sư bá, con xin người. Sư bá. Sư bá, con cầu xin người. Xin người đưa con đi gặp Hồng Lăng. Không có Hồng Lăng con không thể sống nữa. Quỳ dạ dạ, ông hãy giúp cho Trương Trân đi. Ông cũng thấy rồi đó, nếu Quỳnh ấy không gặp được Hồng Lăng, Quỳnh ấy chắc chắn sẽ chết. Sư bá, ta chỉ là một lão rùa nhỏ bé mà thôi. Ta làm gì có bản lĩnh lớn như vậy chứ. Ta ông đã có hết cách, cách mà. Rồi, trời ơi. Sư bá, xin ông hãy làm việc thiện. Chỉ cần ông giúp Trương Trân thì Triệu Đoan ta quyền quỳ mãi không đứng lên. Thái tử à, thái tử quỳ như vậy lão phu tuyệt đối ngàn lần không dám nhận đâu. Mau đứng lên, ta không đứng lên. Đứng lên đi. Leo mà cùng chịu giúp Trương Trân. Ta quỳ mãi ở đây
Ta nói ta hết cách rồi, chứ đâu có nói là ta không nghĩ cách giúp mọi người đâu. Được rồi, mau đứng lên đi, mau đứng lên đi ha, mau đứng lên hết đi mà, đứng lên nói chuyện đi. Sư bá, đứng lên. Người nói người có cách sao? Người có cách gì vậy? Người mau nói đi. Cách thì đúng là có một cách rồi, nhưng mà rủi ro rất là lớn. Vì Hồng Lăng, con sẽ không từ nan. Nếu như cậu muốn ở bên Hồng Lăng, chỉ có một cách duy nhất là không để cho Hồng Lăng vượt Long Môn thành rồng. Nếu cậu muốn để Hồng Lăng vượt Long Môn, chỉ có một cách duy nhất, chính là phá hủy Long Môn. Phá hủy Long Môn? Nói thì nghe rất dễ. Biển cả bao la, Trần Trân là người tạm mắt thịt, sao Quỳnh An có thể làm được? Ở trong lãnh hải của Đông Hải có một bảo vật đã bị lãng quên. Đó chính là Long Chùy đã bị Long Vương bỏ đi. Nếu như có thể cầm được Long Chùy đó, giải khai phong ấn, có thể phát huy được uy lực của nó, phá hủy được Long Môn luôn. Long Chùy? Vậy sư bá có thể tìm thấy Long Chùy ở đâu? Người đưa con đi đi, để con tìm. Vì Hồng Lăng, lão rùa đành phải đi thôi vậy. Chuyến đi này lành ít dữ nhiều. Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa? Mạng của Trương Trân chính là mạng của Hồng Lăng. Vì Hồng Lăng, Trương Trân không tiếc giá nào. Được, tốt lắm. Các người không tiếc giá nào thì cái giá của ta lớn rồi đó. Sư bá, con xin lỗi. Không sao, đừng có nói nữa. Chuyện không thể chậm trễ. Tu vi ngàn năm, thành bại chính là ở lúc này. Sư bá, có thể bơi nhanh một chút không? Không phải là không thể được. Ta sợ cậu là người phàm mắt thịt, không thể chịu được áp lực mạnh như vậy. Con không sợ, người cứ bơi hết sức đi. Cậu chắc chắn chưa? Được, vậy cậu yên tâm đi. Trương Trân, mau lấy Long Chùy đi. Long Dương, có chuyện không hay rồi.
Long Môn bị quỷ rồi. Cái gì? Là ai? Ai mà lớn gan như vậy? Đó là thư sinh Trương Trân, không biết lấy lòng chị bằng cách nào phá hủy Long Môn. Lẽ nào lại vậy? Lẽ nào lại vậy? Bổn vương nhìn tên Trương Trân này đã rất nhiều lần, thậm chí 5 lần 7 lượt ra tay giúp đỡ. Hôm nay hắn lại dám gây ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy. Bổn vương với hoàng đế của bọn chúng đã sớm có mình ước không làm phiền nhau. Những chuyện ngày hôm nay hắn làm, thiên địa khó dung, tôi không thể tha. Người đâu? Có. Truyền lệnh của bổn vương, hỏa tốc xuất binh tấn công bọn chúng. Đó. Tuyệt đối đừng, phụ vương. Sao vậy, Thiên Nhi? Chuyện tới nước này, con còn cầu xin cho tên Trương Trần đó hay sao? Phụ vương, con nghĩ trong chuyện này có hiểu lầm gì đó. Hay là chúng ta phái người đi nói chuyện với Trương Trân, nó vẫn chưa tới lúc bất đắc dĩ, tuyệt đối đừng động tới binh khí, tránh làm tổn hại hoàng khí. Nhưng mà sau 3 ngày nữa Hồng Lăng nhất định phải vượt Long Môn rồi. Giờ Long Môn đã bị quỷ, Hồng Lăng không thể nào trở thành rồng, làm sao thành thân chứ con? Ta thấy chuyện này là Trương Trân cố tình muốn phá hoại chuyện tốt của các con. Phụ vương, chuyện này thật ra rất đơn giản. Quán Âm đại sĩ vẫn luôn rất yêu thương Khiên Nhi. Lần này chúng ta sẽ chuyển tới Nam Hải tổ chức hội lớn. Một là có thể để Quán Âm đại sĩ đích thân chủ trì, hai là có thể để cho Hồng Lăng bái kiến Quán Âm đại sĩ. Không được, không được. Điều này trái với truyền thống của thủy tộc chúng ta. Phụ vương, xưa nay cá chép vượt Long Môn so với lần này không giống nhau. Lần này Hồng Lăng lấy con làm thái tử phi, có sự sắp xếp đặc biệt, cũng là nên như vậy. Phụ vương, lần này chúng ta nên cảm ơn tên người phàm không hiểu chuyện đó, vì nhờ chúng, chúng ta mới có thể tổ chức đại hội dược vũ môn hoàn toàn khác trước đây. Long Dương, ý kiến của Long Thái Tử thật sự rất hay. Vì có thể tổ chức đại hội như thường, vừa duy trì được hòa bình. Phải đó Long Dương, nếu như xảy ra chiến tranh, cuối cùng thì người chịu khổ vẫn là người dân vô tội. Thôi được, vậy theo các người nói đi, dời tới Nam Hải. Rõ. Rõ. Trương Trân à, bám chắc vào nha. Thái Y Quan đại sĩ. Mọi người đã tới rồi. Con chính là Hồng Lăng. Hồng Lăng bái kiến Quán Âm đại sĩ. Dạ trách Long Thái tử nặng tình với con như vậy. Quả nhiên là một cô gái phi thường. Hồng Lăng, có phải Trần Duyên vẫn chưa dứt? Không có. Hồng Lăng không có. Hồng Lăng một lòng muốn vượt Long Môn, rất mong có thể quá thành rồng. Hồng Lăng, con phải nghĩ cho kỹ. Sau khi vượt Long Môn, không thể quay đầu nữa. Hồng Lăng quyết sẽ không quay đầu. Vậy được. Ta hy vọng có một ngày có thể chủ trì hôn lễ của con. Hồng Lăng cảm tạ Quan Âm đại sĩ. Hồng Lăng, lát nữa con từ Nam Hải vượt vũ môn. Nếu vượt qua được cầu vòng này thì con sẽ biến thành rồng. Hồng Lăng, muội nhất định phải cố gắng hết sức mình.
Tại sao vẫn không thấy Hồng Lăng trở lên? Hồng Lăng lặn xuống càng lâu thì lực để nhảy lên mới có thể càng lớn. Hóa ra là như vậy. Chỉ cần nó không nhân cơ hội này chạy trốn là được. Nhưng mà có ai mà có thể chạy thoát Ngũ Chỉ Sơn của Bổn Vương chứ? Người phàm một đời đều có lên bổng xuống trầm. Nếu có thể ngộ được sự u tối trong đời người, thật ra trước khi Dược Long Môn cũng phải làm nền. Như vậy thì mới có thể lĩnh ngộ được chân lý, sau này mới sẵn sàng vui vẻ đối diện mọi khó khăn. Hồng Lân, muội đừng nhảy mà. Hồng Lân, muội đừng nhảy. Trân Trân, tại sao Trân Trân lại ở đây chứ? Hồng Lân, Hồng Lân, Hồng Lân, là ta. Hồng Lân, muội đang ở đâu? Muội mau ra đây đi, ta có lời muốn nói với Long Dương. Hồng Lan, muội đừng rời xa ta. Trân Trân, thật sự là Trân Trân. Hồng Lan, muội đừng rời xa ta. Hồng Lan, muội đừng rời xa ta. Hồng Lan. Nè Trân Trân à, Trân Trân à, cậu đừng có ồn ào nữa mà. Ta đưa cậu tới đây để cho cậu từ biệt Hồng Lan, không phải để cậu làm ầm lên như vậy. Cậu đừng có nóng vội mà. Hồng Lân, muội theo ta về đi, chúng ta về nhà. Xin người giơ cao đánh khẽ. Trân Trân năm lần bảy lượt làm loạn kỷ luật của thủy tộc, hôm nay bổn vương sẽ không tha cho hắn. Phụ vương, con cầu xin người, xin đừng làm Hồng Lăng bị thương. Con khiến cho bổn vương quá thất vọng. Trong mắt của Hồng Lăng vốn không hề có con. Chuyện tới nước này, con còn cầu xin cho cô ta. Con xem cô ta lấy oán báo ân như thế nào. Sư bá, Trân Trân à, cậu nhìn thấy rồi chứ, bên đó. Cậu mau đập vỡ cầu vòng đó đi, mau đi. Cậu đừng có lo, ta bảo vệ cho cậu. Sư bá, ta không sao, ta bảo vệ cho cậu, mau đi đi. Mình phải làm sao đây? Tới nước này rồi, đều là vì Trân Trân có thể bình yên mà tiếp tục sống. Chỉ cần qua một thời gian, cô đã sẽ quên được Hồng Lăng. Cô ấy có thể cùng với cô nương khác sống cuộc sống thật hạnh phúc. Trân Trân tài giỏi như vậy, nhất định sẽ có rất nhiều cô nương thích cô ấy. Mình nhất định phải buông tay. Chị Trân Trân nhất định phải buông tay. Hmm?
Hồng Lăng nó sắp nhảy rồi. Tại sao chứ? Cổ đã biết con tới đây rồi, tại sao cổ vẫn muốn nhảy? Nếu như nó không nhảy thì Long Dương sẽ không tha cho cậu đâu. Vậy nếu như cô nhảy qua rồi, kết cục sẽ như thế nào? Nếu như nó nhảy rồi thì sẽ biến thành rồng, sau đó sẽ lấy Long Thái Tử. Để Hồng Lăng đi. Phu Dương, người coi, Hồng Lăng lên rồi. Bé con, hãy để nước mưa rửa sạch nội tâm của con, chữa khỏi vết thương của con. Bảo trọng.
Hình dáng hiện tại của Hồng Lăng rất xứng đôi với khiên nhi của ta. Bổn vương cho phép hai con thành thân. Đa tạ phụ vương. Đa tạ Long vương. Vậy mời đại sĩ chọn ngày lành tháng tốt để cho đôi trẻ này thành thân. Chỉ cần có tình, ngày nào cũng là ngày lành tháng tốt. Quán âm đại sĩ, theo như khiên nhi thấy, hãy định vào ngày sinh nhật của đại sĩ có được không? Tốt lắm, vậy không phải vui càng thêm vui sao? Quyết định vậy đi. Đệ tỉnh rồi. Tốt quá. Làm sao đệ vào đây được? Hôm đó chính là lão Quy kia đã đưa đệ về đây. Lúc đó toàn thân đệ ướt sũng, còn bị sốt nữa. Đệ có biết không, đệ đã ngủ 7 ngày 7 đêm rồi. Vậy sao? Quỳnh có gặp được Hồng Lăng không? Nè. Hả? Đã nói không được hỏi chuyện đâu mà. Muội quên. Không sao đâu, Hồng Lăng cổ rất khỏe. Giờ cô đã quá thành rồng rồi. Thật vậy sao? Thật sao? Cảnh tượng đó thật sự rất đẹp. Thật sự rất đẹp. Nhìn thấy sự thay đổi đó của Hồng Lăng, huynh rất cảm động. Cho dù là không nỡ, nhưng bây giờ huynh đã hiểu, với Hồng Lăng mà nói, đó mới là sự lựa chọn tốt nhất. Huynh sẽ không phụ lòng Hồng Lăng, càng không phụ lòng cha mẹ. Huynh nhất định sẽ sống thật tốt. Đa tạ hai người. Đa tạ. Đừng khách sáo. Di thần Trương Trân tới đây để cáo từ hoàng thượng. Rất mong hoàng thượng ân chuẩn. Trẫm biết là khanh mới vừa trải qua một biên cố rất lớn, trong lòng nguội lạnh. Trong chuyện này trẫm cũng có một phần trách nhiệm. Như vậy đi, trẫm sẽ ân chuẩn cho khanh nghỉ tịnh dưỡng. Khởi bẩm hoàng thượng, trong lòng thần đã quyết, xin hoàng thượng hãy ân chuẩn. Trân đệ, không phải xưa nay đệ luôn muốn tới kinh thành để thực hiện hoài bão? Đệ thật sự cho rằng ước mơ của đệ đã thành hiện thực sao? Thái tử, sau khi đã trải qua nhiều chuyện như vậy, thần đã có những trải nghiệm sâu sắc. Thần cũng cảm nhận thấy, hóa ra sống ở một ngư thôn nhỏ bé yên tĩnh thích hợp với di thần hơn. Không được, bổn thái tử không cho đệ đi. Đệ đã đồng ý với ta rồi mà. Đệ tới kinh thành này để trợ giúp ta. Bây giờ đệ đi chính là nuốt lời rồi. Đó chính là nói mà không giữ lời. Thái tử, di thần tuyệt đối không nuốt lời. Sau khi trở về ngư thôn thì thần vẫn tiếp tục giúp đỡ thái tử điện hạ. Chẳng qua cách thức hơi khác nhau thôi. Nếu như đệ về, ngoài việc hàng ngày ra biển đánh cá, đệ còn có thể làm gì được? Thái tử, di thần về quê không phải làm ngư dân, mà là giống như thầy giáo của thần Nghiêm Phu Tử trước đây, mở lớp dạy học. Trân Trân ở lại kinh thành chỉ là một viên quan bé nhỏ, nhưng nếu trở về với dân làng, có thể đem những gì đã học được dạy lại cho đời sau. Lúc đó sẽ tạo ra thêm hàng ngàn hàng vạn trí thức. Càng có thêm nhiều trí thức sẽ giúp giang sơn xã tắc thêm giàu có. Hơn nữa học trò của thần có thể tạo phúc cho dân, trợ giúp hoàng thượng, trợ giúp thái tử, trợ giúp triều đình. Thiếu đi một Trương Trân lại có thể đổi được cho xã tắc nhiều người tài như vậy, không phải tốt hơn sao? Hoàng thượng, Trương đại nhân nói rất có lý, mong hoàng thượng đồng ý. Mong hoàng thượng đồng ý.
Huynh quay về nhé, phải bảo trọng, đừng để bọn muội lo lắng đó. Ừ. Được rồi, hai người tiễn tới đây thôi. Hai người quay về đi, để bọn ta tiễn đệ ra khỏi kinh thành đi. Tiễn quân ngàn dặm cũng phải biệt đi. Hai người quay về đi. Ở lại thêm chút nữa đi, lần này quên đi không biết khi nào mới gặp lại được. Triệu huynh, nếu đã như vậy đệ sẽ giao Đường Tâm lại cho huynh. Đường Tâm, muội cũng đừng gây chuyện nữa. Hai người hãy sống thật tốt, đừng có cãi nhau. Yên tâm, hai người bảo trọng. Đệ đó, nếu như cảm thấy chán biển rồi, chán ở ngư thôn, ta lập tức mời đệ trở về. Được. Rõ ràng là ba người tới đây mà chỉ có một mình huynh đi. Đời người vô thường, thăng trầm vô định, hai người nhất định phải bảo trọng. Huynh cũng phải bảo trọng. Cô nhiều như vậy, tặng tất cả những gì trân quý nhất cho cô. Cô đúng là một cô gái hạnh phúc nhất trên thế gian. Hồng Lăng. Hồng Lăng. Sư huynh, sư tỷ. Hồng Lăng, bọn ta mang quà tới cho muội đây. Phải đó. Nhưng mà có hơi giản dị. Tỷ nói gì vậy? Hai người tặng muội cái gì muội cũng thích hết. Ừ. Hồng Lăng, sao muội chẳng giống tân nương một chút nào hết? Sao mặt mày ủ rũ quá vậy? Sao vậy? Đừng có nói lung tung nữa. Muội sắp thành thân rồi đó, đừng suy nghĩ nhiều nữa ha. Trừng trừng, quên ấy sao rồi? Sao muội vẫn còn hỏi hắn nữa? Dù hắn có thế nào cũng không liên quan tới muội. Muội, muội sắp trở thành thái tử phi rồi, đừng nghĩ nhiều nữa ha. Muội chỉ muốn biết. Hồng Lăng, muội phải chừng mực một chút. Lần trước ở Nam Hải, nếu thái tử không cầu xin quá âm đại sĩ, sư bá sẽ bị đày đọa tới chết đó. Đúng. Muội cũng chỉ muốn biết quên ấy sống có tốt không thôi. Muội yên tâm, bây giờ hắn rất tốt. Long thái tử. Long thái tử. Không cần đa lễ. Bây giờ hắn đã từ quan về quê, ta nghĩ vào thời điểm này cũng sắp tới ngư thôn Phổ Đà rồi. Thật sao? Quân ấy từ quan rồi, tại sao vậy? À, chuyện này ta cũng không rõ lắm, nhưng hiện nay hắn sống rất tốt, nàng đừng lo lắng. À, đa tạ Long thái tử. Nếu nàng vui thì ta cũng vui. Được rồi, mọi người từ từ nói chuyện, ta phải đi chuẩn bị một chút.